Thưa quý vị và các bạn, tại phòng làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa kiểm tra trực tuyến việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch của Hà Nội, cùng một số quận, phường thuộc Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Qua việc kiểm tra của người đứng đầu Chính phủ cho thấy, một số nơi đã nắm chắc tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch. Tuy nhiên, tại một số phường, lãnh đạo còn lúng túng, chưa nắm vững các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Thủ tướng yêu cầu các bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo quán triệt đầy đủ sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch đến các lãnh đạo xã, phường, thị trấn theo phương châm lấy xã, phường, thị trấn làm pháo đài, người dân là chiến sĩ. Các địa phương thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội phải hoàn thành mục tiêu xét nghiệm toàn dân trước ngày 15 tháng 9 để loại trừ nguồn lây ra khỏi cộng đồng. Tổ chức thần tốc việc xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, rút ngắn tần suất xét nghiệm dài nhất là 2-3 ngày một lần tại những địa bàn có nguy cơ cao, rất cao, dài nhất từ 5-7 ngày một lần tại các địa bàn còn lại để phát hiện sớm nguồn lây nhằm cách ly, khoanh vùng, dập dịch kịp thời, hạn chế phong tỏa trên phạm vi rộng và thực hiện tốt việc chăm sóc điều trị người nhiễm COVID-19. Đồng thời, các địa phương này phải triển khai ngay trạm y tế lưu động. Đối với các địa phương còn lại, phải có kế hoạch phương án tổ chức trạm y tế lưu động tại xã, phường, thị trấn để sẵn sàng cho tình huống xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng. Đối với các địa phương không áp dụng giãn cách xã hội, tiếp tục thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của Bộ Y tế